2 xà lan bị sóng đánh chìm, 4 thuyền viên mất tích. 2 xà lan đang hành trình ngang qua vùng biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thì gặp sóng to, gió lớn, có nguy cơ chìm. Các thuyền viên phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp trước khi bỏ tàu. Sáng 9 tháng 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên mất tích sau vụ việc 2 xà lan bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Phú Quý. Khoảng 15 giờ chiều ngày 8 tháng 3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ thuyền trưởng phương tiện xà lan số hiệu LA05923 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đức Phú Thịnh, tỉnh Long An, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp do tàu gặp sóng to, gió lớn, bị chìm trôi dạt trên biển. Trên xà lan có 4 thuyền viên. Vị trí chiếc xà lan bị nạn được xác định nằm cách bờ mũi La Gàn khoảng 26 hải lý về hướng Đông Nam và cách đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc. Thời tiết khu vực có gió mùa Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5,5 mét. Cũng trong chiều qua, một xà lan của Công ty Đức Phú Thịnh số hiệu LA05922 khi đang hành trình cách vùng biển Phú Quý khoảng 21 hải lý bị sóng lớn đánh chìm nên các thuyền viên đã ôm phao nhảy xuống biển. Nhận tin báo, tàu Cảnh sát biển 6007 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 neo đậu tại khu vực biển Phú Quý và tàu cao tốc Superdong Phú Quý đã ra ứng cứu. Đến khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 3, tàu cao tốc Superdong đã tìm thấy và cứu vớt được 3 thuyền viên của tàu LA05922. Do sắp hết nhiên liệu nên tàu cao tốc này đã đưa 3 thuyền viên vừa cứu được vào cảng Phú Quý vào lúc 20 giờ 30 cùng ngày. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Những người này gồm Nguyễn Văn Nhẹ, 45 tuổi, chú tỉnh Trà Vinh, Trần Tùng Cương, 39 tuổi, chú tỉnh Cà Mau và Nguyễn Văn Say, 47 tuổi, chú tỉnh Vĩnh Long. Đến sáng ngày 9 tháng 3, tàu Superdong sau khi tiếp nhiên liệu đã tiếp tục ra hiện trường cùng tàu Cảnh sát biển 6007 tìm kiếm 4 thuyền viên trên tàu LA05923 còn mất tích. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và đơn vị chức năng phát thông tin thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển gần khu vực tọa độ phương tiện bị nạn để tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm 4 thuyền viên còn lại. Hiện nay chưa có thông tin tung tích các thuyền viên gặp nạn trên xà lan LA05923. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tích cực triển khai.